Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí mát từ phía Bắc nén rãnh áp thấp xuống Việt Nam sẽ là hình thế khiến mưa xuất hiện trở lại ở nhiều nơi hơn tại các tỉnh Bắc Bộ trong ngày và đêm nay. Không loại trừ khả năng có những điểm mưa vừa đến mưa to kèm theo dông. Đồng thời, trong cơn dông, người dân cũng nên lưu ý đề phòng cảnh giác với những hiện tượng thời tiết tiềm ẩn như sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực không vượt quá ngưỡng 33 độ. Dự báo xa hơn, những cơn mưa dông tại Bắc Bộ sẽ còn tiếp diễn sang tới những ngày đầu tuần sau, thời tiết duy trì mát mẻ. Những ngày qua, nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi trải dài từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên. Trưa chiều, thời tiết khá là oi bức. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực sẽ chưa có nhiều biến động. Nắng nóng sẽ vẫn còn tiếp tục duy trì với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 34 đến 37 độ. Nằm ở rìa phía nam của rãnh thấp bị nén nên cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì vậy mà khoảng từ chiều tối và đêm nay, phía bắc khu vực Bắc Trung Bộ, cụ thể là hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, có thể có mưa rào và dông xuất hiện nhưng lượng không quá lớn. Ở phía nam, hội tụ gió Tây Nam có xu hướng suy yếu dần, nên thời tiết ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ chuyển tốt lên. Tình trạng mưa dông sẽ không còn xuất hiện nhiều nơi như những ngày trước đó, mà giảm dần xuống diện rải rác. Tuy vậy, trong cơn dông, người dân cũng nên đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn. Ban ngày trời giảm mây và có nhiều nắng hơn. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất sẽ duy trì ở mức 32 đến 34 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thủ đô Hà Nội có nắng nóng xảy ra. Nhiệt độ tăng cao khiến cho thời tiết khá là oi nóng, nhất là vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, sang đến ngày hôm nay, do nằm trong xu thế thời tiết chung trên toàn Bắc Bộ, nên thủ đô sẽ giảm nắng hơn. Nền nhiệt vì thế cũng giảm bớt, cao nhất trưa chiều chỉ dao động xung quanh mức 33 độ. Rãnh mây dông bị nén yếu bởi không khí mát phương Bắc không chỉ gây mưa nhiều cho các tỉnh vùng cao và trung du mà còn là hình thế gây mưa cho các tỉnh Nam đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Do đó, khi tham gia lưu thông ngoài trời, quý vị và các bạn nên mang theo những vật dụng che mưa để đề phòng mưa dông xuất hiện bất chợt. Lui xuống Trung Bộ đến với thành phố Vinh, ngày hôm nay thời tiết chưa có nhiều biến động. Trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng 35 độ. Tuy nhiên, về khoảng chiều tối và đêm, thành phố này sẽ có khả năng chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn khoảng 26 độ. Điểm dừng chân tiếp theo là thành phố du lịch Đà Nẵng. Hôm nay vẫn sẽ là một ngày nắng ráo, trời hầu như không mưa nên có nhiều thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời. Nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh thành Trung Trung Bộ nên Đà Nẵng sẽ còn có nắng nóng tiếp diễn vào lúc trưa chiều. Về đêm thì thời tiết sẽ dịu mát hơn, biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố dao động từ 26 đến 35 độ. Nha Trang với nắng vàng, biển xanh và cát trắng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho du khách trong những ngày gần cuối tháng 6. Tại thành phố này, cường độ nắng hôm nay ở ngưỡng vừa phải nên nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 đến 34 độ. Độ ẩm trưa chiều là khoảng 70%, trời không quá khô nóng. Dự báo xa hơn, trong những ngày đầu tuần này, thời tiết thành phố Nha Trang vẫn không có nhiều thay đổi nên sẽ góp phần thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với thành phố vùng cao nguyên Đà Lạt. Dự báo tình trạng mưa dông tại khu vực sẽ không còn xảy ra nhiều như những ngày trước đó. Trong hôm nay, nắng xuất hiện nhiều hơn. Do đặc điểm địa hình nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại thành phố Đà Lạt chỉ dao động từ 25 đến 26 độ. Vào thời điểm chiều tối và đêm, mưa xảy ra khoảng trên 1/3 diện tích khu vực. Ban đêm trời rét nhẹ, lúc này nhiệt độ chỉ dao động xung quanh ngưỡng 17 độ, có thể có mưa ở một vài nơi. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng mùa mưa của khu vực nên những cơn mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác. Mặc dù gió Tây Nam hôm nay được dự báo sẽ giảm bớt hơn so với cường độ, so với những ngày trước đó, thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào lúc chiều tối và tối. Người dân thành phố vẫn nên đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, gió mạnh đi kèm trong cơn dông. Trưa chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 33 đến 34 độ và sẽ giảm xuống còn khoảng 26 độ khi về đêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.